Việt Nam, đất nắng chan hòa, là xứ sở của nhiệt đới gió mùa, với chân Trường Sơn đạp sóng Thái Bình, trải dài từ vĩ tuyến 8 độ 02 đến 23 độ 23 Bắc. Việt Nam có trên 3.000 km bờ biển từ Móng Cái đến Hà Tiên. Biển đảo của Việt Nam có một vị trí hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế quốc phòng, với sự hiện diện của hàng loạt quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Cô Tô, Phú Quốc và biết bao đảo lớn nhỏ khác. Đó là Phên Dậu, là vị trí tiền tiêu gắn với công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua nhiều thế kỷ. Em nhìn theo con tàu đi xa mai, xưa nay biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa xa xô, cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em. Ơi ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới, nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai, sóng dù mối tình đời thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi. Qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, tiến trình lịch sử đó luôn là những thang bậc bi hùng. Để giữ gìn từng tấc đất non sông, đã có rất nhiều lớp lớp thế hệ người Việt ngã xuống bán đảo này. Để trong phút linh thiêng của tuyên ngôn độc lập, non sông thu về một mối, là những bản tráng ca được hun đúc bằng khí thiêng sông núi, là những cơn phong ba của biển cả dâng sóng dìm quân xâm lược. Bờ biển này, quần đảo này mãi mãi là những nốt nhạc trầm hùng mang đậm chất sử thi dân tộc Việt. Dẫu rằng mỗi thời kỳ lịch sử đều có những bước thăng trầm, nhưng non sông này, đất nước này là của người Việt, là những bản anh hùng ca được viết bằng máu và nước mắt của biết bao thế hệ con lạc cháu hồng. Một biên niên chất chứa sự kiện liên quan đến chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam từ thế kỷ thứ 15 cho đến tận bây giờ, mãi mãi là gạch nối của sự đấu tranh không mệt mỏi vì sự toàn vẹn lãnh thổ. Tất cả đều hướng tới một chân lý: chủ quyền của Việt Nam là bất khả xâm phạm. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mãi mãi là của dân tộc Việt Nam. Thế kỷ thứ 15, năm Canh Tuất 1490, vua Lê Thánh Tông ban hành Hồng Đức Bản Đồ. Đây là tập bản đồ có chép Bãi Cát Vàng tức Hoàng Sa, Vạn Lý Trường Sa tức Trường Sa thuộc lãnh thổ Đại Việt. Năm 1630-1653, Đỗ Bá, tự là Công Đạo, soạn bộ sách Toàn Tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư gồm 4 quyển. Trong đó quyển 1 có chép Bãi Cát Vàng, Hoàng Sa là nhóm đảo thuộc phủ Thăng Hoa, Quảng Ngãi. Thế kỷ thứ 17 và 18,
các chúa Nguyễn đã thành lập các đội Hoàng Sa, Bắc Hải để khai thác và quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 1816, vua Gia Long tuyên bố khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa bằng việc thân chinh đến các quần đảo này cắm cờ. Năm 1835, vua Minh Mạng đã ra lệnh thủy quân triều Nguyễn ra quần đảo Hoàng Sa để xây miếu, thám hiểm, dựng bia, đánh dấu chủ quyền. Năm 1836, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ lệnh cho thủy quân và hải đội Hoàng Sa tới các đảo nằm trong quần đảo Hoàng Sa để đo đạc, vẽ bản đồ, ghi lại hải trình. Năm 1867, niên đại Tự Đức thứ 20, nhà vua đã ra chiếu tôn vinh các thủy binh đã tử vong trong quá trình ra khai thác và quản lý quần đảo Hoàng Sa. Năm 1884, nhà Nguyễn ký với Pháp Quốc hiệp ước chính thức biến Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp. Có lẽ đây là biến cố lớn nhất trong lịch sử Việt Nam của một vương triều khi có một nước phương Tây đầu tiên đánh chiếm và trở thành thuộc địa. Vận mệnh đất nước trao đảo theo dòng chảy đó. Lịch sử Việt Nam một lần nữa bước sang một trang mới, một trang đầy biến động gắn với những sự kiện bi hùng. Triều đình phong kiến thì có thể nói là nó nằm trong một cái giai đoạn đang suy. Đây là một cái giai đoạn mà suy vong của chế độ phong kiến. Trong lúc đó lại tư bản nước ngoài thì dòm ngó, thì tất nhiên nó dẫn tới một cái tình trạng tức là cuối cùng thì nó nổ súng để mà nó tiến hành cái cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Thì chúng ta thấy là ngày mùng 1, sáng ngày mùng 1 tháng 9 năm 1858 thì hạm đội của Pháp ấy, nó đã nổ súng tấn công vào cửa biển Đà Nẵng, và với cái tiếng súng ở cửa biển Đà Nẵng thì nó đã phát động cái cuộc chiến tranh xâm lược của Việt Nam. Đầu thập niên 1880, tình hình ở Bắc Kỳ càng rắc rối khi Pháp chủ trương xâm lăng và tìm cách gây hấn. Năm 1882, thành Hà Nội thất thủ, Pháp chiếm toàn biển Trung Châu Bắc Kỳ. Cũng vào thời gian này, ngày 19 tháng 7 năm 1883, vua Tự Đức băng Hà. Việc triều đình rối ren, các quan phụ chính thì tranh nhau quyền lợi. Lợi dụng tình thế, ngày 20 tháng 8 năm 1883, quân Pháp tấn công và chiếm cửa biển Thuận An. Với cuộc tấn công này, quân Pháp đã khống chế cửa ngõ thủy lộ chính lên kinh đô Huế. Trong hoàn cảnh nguy ngập, triều đình cử Nguyễn Trọng Hợp, thượng thư bộ lại ra Thuận An để điều đình với Pháp. Tổng ủy Juliet Hackman ra tối hậu thư với 27 điều khoản gia hạn cho triều đình Huế phải trả lời trong 24 giờ đồng hồ, nếu không sẽ khai hỏa tiến đánh kinh thành. Trong thư của Hackman có đoạn: Đế quốc An Nam, Hoàng Triều cùng các vương công đại thần sẽ tự tuyên án tử hình cho chính mình. Cái tên Việt Nam sẽ bị xóa khỏi lịch sử. Lúc này, triều đình Huế đang ở thế bất lợi, không làm được đành phải ký chấp nhận 27 điều khoản do Pháp đưa ra. Bản hòa ước được hai bên ký ngày 23 tháng 7 âm lịch, triều hiệp hòa, tức là ngày 25 tháng 8 năm 1883. Bản hiệp ước này đã đưa một vương triều oanh liệt chỉ còn một tên gọi. Từ nay trở đi, mọi chủ quyền của Việt Nam, trong đó có chủ quyền về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đều do người Pháp quyết định. Với tư cách đại diện cho triều đình An Nam trên phương diện ngoại giao, theo hiệp ước Patadot ký năm 1884, chính quyền thuộc địa Pháp
đã có những hành động thay mặt khẳng định quyền làm chủ quần đảo Hoàng Sa Trường Sa của triều đình An Nam. Trong bức thư của lãnh sự Pháp Beauve ở Quảng Châu gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp ngày 4 tháng 5 năm 1909, đã phát hiện ý đồ của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trong thư có đoạn: "Như tôi đã trình bày với ông, khi kết thúc bản báo cáo gần đây của tôi, số 86 ngày 1 tháng 5 năm 1909, về vấn đề các đảo Pratas, vấn đề này khiến chính phủ Trung Quốc chú ý đến các nhóm đảo khác nằm dọc bờ biển của Thiên Triều và tới một mức độ nhất định có thể được coi như một bộ phận của Thiên Triều, trong đó có quần đảo Paracel. Mặc dù chịu sự bảo hộ của Pháp, Nam Triều chỉ là chính quyền hư danh không quyền, nhưng về danh nghĩa vẫn là đại diện cho một quốc gia. Nên ngày 3 tháng 3 năm 1925, Thượng Thư Bộ Binh Thân Trọng Huề, theo lệnh vua Khải Định, đã thay mặt triều đình Huế đã xác nhận chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa bằng một văn bản. Trong đó có đoạn: "Quần đảo Hoàng Sa luôn luôn thuộc về An Nam, và đó là vấn đề không thể chối cãi được." Ngày 22 tháng 1 năm 1929, Khâm Sứ Trung Kỳ La Phôl gửi thư cho toàn quyền Đông Dương cho biết: "Hoàng đế Gia Long chiếm hữu quần đảo Paracel năm 1816 và long trọng kéo lá cờ Nam Kỳ trên quần đảo đó. Việc chiếm hữu đó được các biên niên sử của chính quyền An Nam, Đại Nam Nhất Thống Chí, Nam Việt Địa Dư tập 2 hay Địa Dư nước An Nam xuất bản năm thứ 14 đời vua Minh Mạng, và cuối cùng là Đại Nam Nhất Thống Chí quyển 6 hay Đại Dư Duy Tân. Các tài liệu trong kho lưu trữ của chính phủ An Nam cung cấp cho ta chi tiết về hoạt động của đội Hoàng Sa, đội Bắc Hải đặt dưới quyền chỉ huy của đội Hoàng Sa." Người Pháp cho rằng quần đảo Hoàng Sa vốn đã thuộc chủ quyền của nước An Nam, nên ngày 8 tháng 3 năm 1925, toàn quyền Đông Dương đã tuyên bố khẳng định quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Pháp. Trong thư ngày 19 tháng 3 năm 1930, toàn quyền Đông Dương gửi thư cho Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp và xác nhận rằng: "Tôi hoàn toàn đồng ý với những người viết thư cho ông là cần thừa nhận lợi ích nước Pháp có thể có trong việc nhân danh An Nam đòi chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa." Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được gọi chung là Cát Vàng, Hoàng Sa, là một đơn vị hành chính của đất Thuận Quảng, sau đó được đổi tên là Quảng Nghĩa, Quảng Ngãi, Nam Ngãi. Đến đời vua Bảo Đại, việc phân tách thành hai quần đảo mới được xác lập rõ ràng hơn. Tháng 12 năm 1933, quần đảo Trường Sa được sáp nhập vào địa phận tỉnh Bà Rịa. Năm Mậu Dần, vua Bảo Đại ra chỉ dụ số 10 chuyển đổi hành chính quần đảo Hoàng Sa. Dâng lên vua Bảo Đại một cái tờ châu bản khác, trong đó nội dung là đề nghị với nhà vua thượng ngũ hàng Long Tinh cho đội lính Khổ Xanh, vì đội lính này đã có công trong việc lập đồn phòng thủ ở đảo Hoàng Sa. Thì vua Bảo Đại cũng nhất trí và cũng ký hai chữ chung ý. Các cù lao Hoàng Sa thuộc về chủ quyền nước Nam đã lâu đời, và dưới các tiền triều, các cù lao ấy thuộc về địa hạt tỉnh Nam Ngãi. Đến đời Đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế
vẫn để y như cũ là vì nguyên trước sự giao thông với các cù lao ấy đều do các cửa biển tỉnh Nam Ngãi. Nhờ sự tiến bộ trong việc hàng hải nên việc giao thông ngày nay có thay đổi. Và lại, việc đại diện chính phủ Nam Triều ủy phái ra kinh lý các cù lao ấy cùng quan đại diện chính phủ bảo hộ có tâu rằng nên sáp nhập các cù lao của quần đảo Hoàng Sa vào địa hạt tỉnh Thừa Thiên. Chuẩn sáp nhập các cù lao Hoàng Sa vào địa hạt tỉnh Thừa Thiên. Về phương diện hành chính, các cù lao ấy thuộc dưới quyền quan tỉnh hiến tỉnh ấy. Trên cơ sở đó, ngày 5 tháng 6 năm 1938, toàn quyền Đông Dương, Jules Brevier ký nghị định thành lập đơn vị hành chính tại quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Thừa Thiên và cho dựng bia chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa. Người phương Tây thì họ có trình độ khoa học công nghệ cao. Chính vì vậy cho nên là cái việc mà vẽ bản đồ theo cái phương pháp hiện đại có kinh độ, có vĩ độ, nói chung là có tọa độ rõ ràng và việc xác định ai là chủ sở hữu của những cái địa danh, những cái vị trí thì rất rõ. Chính vì vậy cho nên cái mà các cái bản đồ của các nhà hàng hải phương Tây vẫn ghi là Barasen thì chính là cái Hoàng Sa của chúng ta, quần đảo Hoàng Sa vô cùng thiêng liêng và yêu quý của tất cả người Việt Nam chúng ta. Xung quanh các sự kiện xảy ra ở quần đảo Hoàng Sa, ngày 15 tháng 5 năm 1950, Cố vấn Pháp luật Bộ Ngoại giao Pháp đã viết rất rõ. Việc chiếm hữu quần đảo Spratly do Pháp tiến hành năm 1931-1932 là nhân danh Hoàng đế An Nam. Trong trường hợp này, cái danh nghĩa duy nhất mà Pháp đòi hỏi ở đây là việc thực thi chủ quyền có từ trước, là danh nghĩa của An Nam và với tư cách là nước bảo hộ chịu trách nhiệm về các quan hệ đối ngoại của An Nam. Pháp có thể sử dụng các quyền đó để chặn các nước thứ ba và có thể nhận được xét xử quốc tế thừa nhận các quyền nói trên. Tại phủ thờ Ngọc Sơn Công Chúa ở số 31 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Huế, nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Huế Phan Thuận An còn lưu giữ được nhiều tập châu bản triều Nguyễn. Trong đó có hai tờ châu bản do chính Hoàng đế Bảo Đại phê và chuẩn y sự kiện liên quan đến quần đảo Hoàng Sa. Ông Phan Thuận An là một nhà nghiên cứu tâm huyết về Biển Đông, cũng như hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông đã có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về lịch sử cũng như về pháp lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những châu bản mà ông tìm thấy và đang lưu giữ là những chứng cứ quan trọng, là gạch nối giữa quá khứ với hiện tại. Với hai cái văn bản này, với hai cái lời đề nghị như vậy và hai cái sự chấp thuận như vậy cách nhau khoảng một tuần, 10 ngày đều có liên quan đến Hoàng Sa, chứng tỏ rằng bây giờ nhà nước đang quan tâm đến Hoàng Sa bởi vì nó thuộc vào chủ quyền của Việt Nam. Cái giá trị cao nhất á, là đây là cái văn bản gốc độc bản. Và cái loại này thuộc loại người ta gọi là tư liệu bậc một, chưa hề sao chép, chưa hề trích dẫn lại. Do vậy mà nó có giá trị rất cao về văn bản học. Sau năm 1939, khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất diễn ra đó, thì có một thời gian ngắn cái vùng biển đảo của chúng ta bị Phát xít Nhật xâm chiếm. Nhưng mà sau khi chiến tranh chấm dứt thì nó lại trở lại thuộc chủ quyền của Việt Nam cho đến về sau này. Cuốn Kỷ yếu Hoàng Sa do Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa biên soạn là nơi hội tụ những chứng cứ xác thực từ xa xưa cho đến tận bây giờ về quần đảo Hoàng Sa. Ở đó
có trang sử khai hoang, mở cõi, xác lập chủ quyền thiêng liêng. Nơi đó đã thấm máu và nước mắt của lớp lớp thế hệ người Việt. Họ đã ra đi và dâng hiến. Có những cái tư liệu lịch sử, nó chỉ có cái giá trị lịch sử. Ví dụ như là những cái hồi ký, những cái hoài niệm, ký ức của những người đã từng sinh sống, làm việc ở Hoàng Sa, và những người đã từng được giao nhiệm vụ là đến để mà làm một số cái nhiệm vụ do nhà nước giao tại Hoàng Sa. Thì những cái tư liệu như vậy đó, thì nó có ý nghĩa, có cái giá trị về lịch sử. Điều mà chúng ta cần là cái giá trị pháp lý. Ví dụ, những cái bản đồ mà do những cái cơ quan công quyền của Trung Quốc tổ chức biên soạn, vẽ, xuất bản, thì đấy mới chính là nó vừa cái giá trị lịch sử, vừa cái giá trị pháp lý. Những cái sự vụ lệ, phân công, những nhân viên khí tượng của chính quyền Việt Nam qua các thời kỳ để cử những người ra làm việc ngoài Hoàng Sa, những cái đó có dấu má, có số, mới chính là những cái tư liệu vừa mang cái ý nghĩa, cái giá trị sử, vừa mang cái giá trị, cái ý nghĩa về pháp lý. Hoàng Sa, Trường Sa vẫn hằn sâu trong ký ức, trong mỗi trái tim người Việt, bởi nơi đó còn vang vọng về hồn thiêng dân tộc. Nhất định hồn thiêng đó sẽ vượt trùng khơi, đưa đảo về với đất mẹ. Bởi chúng ta luôn giữ vững lập trường Hoàng Sa, Trường Sa là gạch nối thiêng liêng của đất nước Việt Nam, là máu, là thịt của một dân tộc anh hùng. Như chúng ta đã được biết, Hoàng Sa là của Việt Nam và đã được thực thi quản lý nhà nước từ khi thời phong kiến chúa Nguyễn. Vậy đến nay Hoàng Sa đã được giao cho thành phố Đà Nẵng quản lý. Hoàng Sa là một trong 8 quận huyện của thành phố Đà Nẵng. Thế thì lịch sử của Hoàng Sa thì trong nhiều sử sách, trong nhiều tài liệu ở trong nước cũng như nước ngoài đã chứng minh và đã thể hiện qua nhiều các văn bản khác nhau. Tuy vậy, trong cái khuôn khổ là của Ủy ban Nhân dân Hoàng Sa, chúng tôi thiết lập một cái cuốn kỷ yếu Hoàng Sa. Cuốn này dài là 208 trang và được xuất bản vào tháng 1 năm 2012 do nhà xuất bản Thông tin Truyền thông. Thì nội dung kỷ yếu này, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái tư liệu rất là quý, mà cái này có thể là nó sẽ được lưu giữ lâu dài và vĩnh viễn. Vì trong này nó có những cái nội dung chúng tôi nghĩ rằng thiết thực. Thì nội dung cũng kỷ yếu cũng gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất là cũng nói về những cái quyền và nghĩa vụ của đất nước ở trong, đã thể hiện ở trong này, về có quá trình lịch sử mà khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Cái nội dung thứ hai là chúng tôi cũng đã sưu tập và cũng đã chắc lọc ra cái công tác quản lý nhà nước về Hoàng Sa. Thì đây là một cái minh chứng rõ ràng nhất là Việt Nam đã chiếm hữu Hoàng Sa bằng giải pháp hòa bình và trước đó chưa có tranh chấp. Như thế thì giai đoạn từ trước năm 45, từ trước năm 1975 và sau năm 1975. Và một cái nội dung mà chúng tôi nghĩ rằng đây là phần chủ yếu của Hoàng Sa, trong này có ghi lại chỉ 24 trường hợp là những người, những nhân thức, nhân chứng sống thật sự, những người đã làm chủ, đã sinh sống và công tác tại Hoàng Sa trước đây. Như thế là đây là một cái minh chứng để rằng là trước khi mà Trung Quốc chiếm đóng năm 1974
thì nhà nước ta cũng đã có người ở, cũng đã xác lập được cái chủ quyền ở đó. Thì ở đây là một ý nghĩa rất là quý, mà tôi nghĩ rằng đây là những nhân chứng sống mà có thể rằng những cái tư liệu này có lẽ chúng ta hôm nay ghi nhưng mà nó để lại đời sau. Đến thời Gia Long sau khi đã thống nhất được đất nước thì đã chọn Đà Nẵng, và sau đó là đến đời Minh Mệnh và các đời vua tiếp theo chọn Đà Nẵng làm cái cửa biển ngoại giao duy nhất. Các tàu phương Tây đến Việt Nam chỉ có thể và hầu như là không được phép vào bất cứ cảng nào, cảng biển nào khắp cả nước trừ cảng biển Đà Nẵng. Như vậy là từ rất sớm thì Đà Nẵng được vinh dự, được Tổ quốc giao cho một cửa biển và một thanh gươm. Và từ đó có thể nói là người Đà Nẵng đã làm tất cả mọi thứ có thể làm được để xứng đáng với cái niềm tin của Tổ quốc. Đất nước thì có rất nhiều cái núi cao ven biển, nhưng duy chỉ Đà Nẵng thì được Minh Mệnh chọn một nơi để đặt một đài, không phải để ngắm cảnh phục vụ du lịch như hiện nay, mà để cảnh giác với mọi cái nguy cơ đến từ khơi xa. Đó chính là Vọng Hải Đài. Vọng đó là nhìn xa, nhìn xa để mà cảnh giới với tất cả mọi âm mưu xâm phạm vào chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong sóng biển dạt dào, những hồi ức của những người đã từng đặt chân lên đảo, những ngày sống và làm việc luôn là những kỷ niệm đẹp, nhưng cũng ắp đầy những nỗi buồn quá khứ. Họ là những công dân của huyện Hoàng Sa trước đây và mãi mãi về sau. Với họ, Hoàng Sa là nỗi nhớ, là hội tụ những điều thiêng liêng nhất của tuổi trẻ, một thời sống với sóng với gió để giữ đảo, giọt máu của đất nước Việt Nam. Tháng 3 năm 1973 thì lúc đó tôi ra tới đảo. Thì khi tôi đặt chân đến đảo á, thì cái đầu tiên mà đập vào mắt tôi á, là một cái cột mốc người ta có ghi là cái thời vua Gia Long. Khi tiếp quản với cái trung đội mà người ta bàn giao lại cho chúng tôi á, thì có một hai ngôi nhà, mà ngôi nhà đó là xây từ thời Pháp. Cái kỷ niệm mà sâu sắc nhất chúng tôi á, là ở đó cá rất nhiều. Chúng tôi hàng ngày sinh hoạt ngồi cái canh gác trên đảo, thì còn thời gian lại là chúng tôi đi câu lấy cá để làm thực phẩm và cộng với là thực lương thực đem từ đất liền ra tiêu dùng trong 3 tháng. Việt Nam vốn là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, nhưng cũng sẵn sàng đáp trả những hành động xâm lấn của ngoại bang. Trên khắp lãnh thổ của Việt Nam cũng đã thấm máu của các thế hệ người Việt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của dân tộc Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi. Đó chính là điều khẳng định của hàng triệu trái tim người Việt Nam trong nước và ngoài nước. Dòng máu Lạc Hồng sẽ mãi mãi là dòng chảy bất tận để cuốn sử thi vang vọng những chiến công bất tử của cha ông. Truyền thống anh hùng đó sẽ thắp lửa cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam đấu tranh đến cùng cho sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của dân tộc. Nhắn về đất liền canh buồm chờ đầy tin yêu, sóng dù mối tình đầy thủy thủ càng thêm yêu. Đấy con tàu xa khơi, đấy con tàu xa khơi. Ơi ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới. Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai, sóng dù mối tình đầy thủy thủ càng thêm vui. Đấy con tàu xa khơi, đấy con tàu xa khơi, đấy con tàu xa khơi, đấy con tàu xa khơi.